Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong sáng nay, bão số 5 tiếp tục di chuyển nhanh và cường độ ngày một mạnh thêm. Đến 10 giờ thì chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía đông nam. Trong thời gian tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Cường độ cực đại của cơn bão có thể đạt mức cấp 11, 12, giật cấp 14. Với tốc độ di chuyển nhanh từ 20 đến 25 km một giờ thì từ trưa chiều mai, bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Đây là cơn bão có cường độ mạnh và di chuyển nhanh nên người dân cần nâng cao ý thức phòng chống bão để đảm bảo an toàn. Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ chiều nay ngày 17 tháng 9 đến đêm ngày 18 tháng 9, các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ 200 đến 300mm cả đợt, có nơi trên 400mm. Các tỉnh Bắc và Nam Trung Bộ cũng có mưa vừa đến mưa to. Người dân cần cảnh giác với nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở vùng đồi núi, ngập úng ở vùng trũng và gió giật vùng ven biển. Thành phố Đà Nẵng là nơi tâm bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp trong ngày mai. Còn hiện giờ thì hoàn lưu trước bão đã khiến trời nhiều mây và có mưa rải rác. Lượng mưa lớn tập trung từ chiều tối nay đến đêm mai. Người dân cần nhanh chóng hoàn thành các biện pháp phòng chống bão để đảm bảo an toàn. Với tác động gián tiếp của bão số 5 khiến gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay cũng chuyển nhiều mây và có mưa trên diện rộng từ chiều tối nay. Nhiều điểm có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ chiều nay đến đêm mai phổ biến là từ 50 đến 100mm cả đợt ở khu vực Bắc Tây Nguyên. Các khu vực còn lại cũng có mưa vừa đến mưa to phổ biến từ 15 đến 30mm trong vòng 24 giờ có nơi cao hơn. Thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cũng chịu sự chi phối chính của hệ thống gió mùa Tây Nam nên trời có nắng gián đoạn, mưa xảy ra bất chợt, lượng tăng hơn vào thời điểm chiều và tối. Nên người dân khi lưu thông cần chủ động trang bị các vật dụng che mưa hữu ích để tránh bị ướt. Do trời có mưa nên bầu không khí trong ngày có phần dễ chịu hơn với nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 32 độ, còn thấp nhất về đêm dao động từ 26 tới 27 độ. Trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc tăng cường, nên trong chiều tối và đêm nay ngày 17 tháng 9, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến là từ 15 đến 30mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 60mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội cũng chuyển nhiều mây và có mưa rải rác trong ngày, với lượng lớn tập trung từ chiều tối nay và kéo dài sang 2 ngày cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến ở dưới ngưỡng 33 độ và sẽ chuyển mát mẻ từ ngày mai khi mưa tăng và gió mùa đông bắc tràn về. Tuy nhiên, quý vị cần đề phòng với mưa lớn gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Khép lại bản tin thời tiết chiều nay sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.
là Quang Huy. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một sản phẩm mới. Sự kết hợp giữa một đài truyền hình và một hãng công nghệ mới. Một sản phẩm đánh thức các giác quan. Một sự khởi đầu mới mẻ nhưng không kém phần gần gũi. Đồng hành cùng tôi chờ đón một sản phẩm đặc biệt sắp được ra mắt. We'll be right back.